Sizzling. Hello. Oh.
Okay. Hey, we're so one right now. Hey, thấy kêu 55m² mà thậm chí chính theo anh nhưng công nhận là thế. Ôi em ơi, một tí 155m² ở bên đấy thì không có chưa có đồ gì mà lại 1.9 hình như là còn nó còn nằm ở trong khu tít tít ở đâu ấy. Nó xa ấy chứ không phải là cái giá là nó không vừa mình. Hey guys, welcome back my channel. How are you today? Nghe rõ anh em ơi. Đâu thế ok. À, được ngay cạnh công ty anh, ngay cạnh nhà anh đã mở mấy quán cà phê rồi. Ờ gì nhỉ, được cũng là rảnh đấy, nhưng mà từ đấy nào rảnh rồi đấy. Hey guys, everything okay? Can you hear me? So you guys are very busy, so that I cannot live stream every day. Welcome back to live stream and season. Vừa live stream là vừa phải làm nữa anh em. Ôi, livestream tầm đấy mình. Nhưng mà mình nhận ra một điều đó là đánh càng ít, livestream càng ít thì đánh nó càng dễ hơn. Thế nếu mà em có để ý lịch sử của anh đánh ở cái mùa này nhá, anh chơi rất là ít luôn. Tuy nhiên thì cái việc mà lên 2k mấy phút lên Ultimate Champion với lại anh nó dễ. Không hiểu vì sao. Chứ còn nếu các bạn đánh hùng hục rồi cùng chả đến vào đầu cũng thua biết là nhiều. Thì video của bạn, hey, thank you bro. Can you speak English? I understand what you say. Nghe rõ anh em? Âm thanh con giờ đã ăn chưa? Đỡ hơn chưa? Nghe rõ hơn? Everything good? Thank you.
mình đánh draft thì thực sự nó quá là chán. Hey guy, I hear the next season they will apply mega draft challenge to Power Legend. Is it right? Is it right? They come in. Mình không biết là các content creator sẽ làm cái gì với lại Mega Draft Challenge này. Cái này nó chỉ hay cho mấy top player họ đánh CIL thôi. Chứ còn với mình thì hoặc là với những cái player này thì mình không hứng thú với lại Mega Draft lắm. Ôi em bỏ chơi rồi á, coi CIL á. Thì CIL với anh nó cũng không còn hứng thú từ ngày xưa nữa. Có mình không hiểu sao khi mà Guardian họ lại quyết định là sử dụng Mega Draft cho mùa sau nhỉ. Đó là một quyết định mình nghĩ là quyết định không sáng suốt cho lắm. Với mình thì với quan điểm của mình không thích cái đấy đánh Draft. Từ trước giờ mình không thích đánh Draft rồi. Biết các bạn như thế nào. Everything okay? Let's check my voice. My check. Oh, God. Surprise! Còn IC Spirit ảo vãi. Cứ tưởng nó sẽ nhảy vào con Bandit, hóa ra nó nhảy xong IC nhảy vào Tree Marketchi ạ. Rồi. Double X-Bow. One, press and lose. Lose. Golden Knight. Nguy hiểm quá, con Ghost kìa. Rồi. The fireball is coming. Ace. 5, 4, 3, 2, 1. Woohoo!
Okay, let's check all the player. So last season, we played only one deck. And the next season, they will play Mega Draft deck. What do you think? So one right now, Mohamed Sly and Araban. We have the war between Araban and Mohamed Sly. They both have three account on the top 10. So I think we belong to player the top one. So one will belong to two Araban or Mohamed Sly. Yeah, one, two, three in row. Got Rat Risen back fast. Give it up.